Messi hiện tại đang có mặt ở Miami, Mỹ. Anh sẽ không thi đấu hai trận sắp tới với câu lạc bộ vì cần thời gian bình phục chấn thương. Đó là tất cả những thông tin tôi hiện có. Huấn luyện viên Tata Martino của Inter Miami cho biết ngày 16 tháng 7, khi đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu chuẩn bị thi đấu hai trận liên tiếp tại giải MLS gặp Toronto FC 18 tháng 7 và Chicago Fire FC 21 tháng 7. Theo nhà báo Weston Edun của kênh T-Sport, Messi bị chấn thương dây chằng nhưng không cần phẫu thuật hoặc can thiệp. Anh chỉ cần nghỉ ngơi và vật lý trị liệu sẽ sớm bình phục. Trong khi đó, đội ngũ y tế của câu lạc bộ Inter Miami tiết lộ mức độ cụ thể. Messi bị bong gân cấp độ 2 ở mắt cá chân phải do bị một cầu thủ Colombia ngã đè lên mắt cá chân khi đang thi đấu ở trận chung kết Copa America. Đây là chấn thương không nặng như người ta thấy qua các hình ảnh trên truyền hình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần có những đánh giá và xác định chính xác hơn trong thời gian tới và chờ xem diễn biến hồi phục ra sao. Trước đó, Messi cũng đăng thông điệp trấn an người hâm mộ lo lắng với chấn thương của anh. Tôi ổn, cảm ơn Chúa và tôi hy vọng mình có thể sớm trở lại sân cỏ để tận hưởng những gì tôi yêu thích. Euro và Copa America khép lại, kỷ nguyên Messi-Ronaldo cũng đã kết thúc. Việc Messi nghỉ thi đấu hai trận sắp tới, nhưng hàng công của Inter Miami sẽ không bị ảnh hưởng khi tiền đạo Suarez kịp trở lại và rất sung sức, do ít thi đấu tại Copa America, chủ yếu ra sân từ ghế dự bị. Suarez được cho sẵn sàng ra sân thi đấu hai trận sắp tới, cùng Jordi Alba và Sergio Busquets hay Matheus Roja, cũng mới trở lại sau Copa America do đội Paraguay bị loại sớm, giúp Inter Miami tìm lại chiến thắng sau trận thua đậm FC Cincinnati với tỷ số 1-6. Trước đó, Inter Miami thắng liên tiếp 4 trận cùng tỷ số 2-1 trong thời gian Messi và Suarez thi đấu tại Copa America. Theo tờ AS Tây Ban Nha, chấn thương hiện nay của Messi khiến anh khó tham gia các trận đấu trong tháng 7 còn lại của Inter Miami và cả trận MLS All-Star ngày 24 tháng 7. Dự kiến, danh thủ này chỉ trở lại thi đấu sau vòng bảng giải League Cup nếu đội nhà đi tiếp trong tháng 8. Messi sẽ không có gì phải vội vì vị trí của Inter Miami hiện nay khá tốt, chắc suất thi đấu vòng playoff giải MLS. Do đó, công việc thật sự của Messi chỉ từ tháng 10, khi tập trung thi đấu tại giai đoạn playoff tranh ngôi vô địch MLS Cup. Đó mới là mục tiêu lớn của anh sau chức vô địch Copa America. Lionel Messi đã gặp phải chấn thương dây chằng mắt cá chân phải, khiến anh phải nghỉ thi đấu hai trận tiếp theo của Inter Miami. Huấn luyện viên Tata Martino của Inter Miami cho biết Messi hiện đang ở Miami và sẽ tập trung vào việc hồi phục. Dù chấn thương không nghiêm trọng, Messi phải nghỉ ngơi và điều trị vật lý trị liệu. Cầu thủ này khẳng định trên mạng xã hội rằng anh cảm thấy ổn và sẽ sớm trở lại thi đấu. Tuy nhiên, theo AS Tây Ban Nha, Messi có thể vắng mặt ở các trận đấu còn lại của Inter Miami trong tháng 7 và cả trận MLS All-Star ngày 24 tháng 7. Dự kiến, anh sẽ trở lại thi đấu sau vòng bảng giải League Cup nếu Inter Miami đi tiếp vào tháng 8. Bên cạnh đó, sự trở lại của Luis Suarez sẽ giúp hàng công Inter Miami không bị ảnh hưởng trong thời gian Messi vắng mặt. Suarez cùng với Jordi Alba, Sergio Busquets và Matheus Roja được kỳ vọng sẽ giúp Inter Miami giành chiến thắng sau trận thua đậm 1-6 trước FC Cincinnati.